ở vùng thái dương có thể nó tạo thành những cái đường G chứ nó không tròn mượt các bạn. Đó, nó không tạo thành cái đường G nữa, theo dọc cả cái khuôn mặt như thế này này. Đó, thì lúc bấy giờ là mình cũng làm để xóa cái G đấy đi được. Và một bên ví dụ nó lại xoải ra như thế này. Khi nó bị xoải ra như thế này thì coi như là nó sẽ kéo một cái bên mặt của mình nó bị vát ra. Thì khi mà mình làm bằng cái phương pháp này thì cả cái vùng trán của mình nó phải có cung. Trước đây của Vân là mặt Vân bé là hay bị nằm nhiều. Một mẹ bảo ngoan thế là đặt nằm nhiều, thế đầu nó cứ bẹt dí. Không những bẹt mà nó lại vẹt như này. Thế là cái mặt của tớ là nó phẳng ra, như mặt cái kiểu siêu phẳng ấy. Nó không có bầu má các bạn, mà hai cái mắt nó xa nhau. Và cái mũi là nó tẹt dí. Đấy, cái mặt nó kiểu, người ta nói là cái mặt nó cứ bèn bẹt ấy. Thế thì đến khi là mình nghiên cứu ra cái này thì mới tự làm cho cái bầu má và tự làm cho mình có cái mũi này. Đó, cái mũi